Từ truyền Gandhi, phần thứ tư, một, câu chuyện về những thử thách của tôi với chân lý. Ông Chamberlain đã kiếm được 35 triệu Anh kim ở Nam Phi và đã chiếm được cảm tình của những người Anh và Boer. Bởi thế, ông ta bỏ rơi phái đoàn Ấn. Ông nói, Anh cũng biết chính quyền Anh không mấy kiểm soát những thuộc địa tự trị. Những kiểu này của Anh xem ra cũng thành thực đấy. Tôi sẽ gắng làm những gì tôi có thể, song Anh cũng phải gắng thỏa hiệp với những người Âu, nếu Anh cũng muốn sống chung với họ. Câu ấy dồi một gáo nước lạnh lên đầu những đại biểu. Tôi cũng thất vọng, nó mở mắt cho tất cả chúng tôi, và tôi thấy rằng chúng tôi phải bắt đầu lại công việc. Tôi giải thích hoàn cảnh ấy cho những cộng sự viên. Dĩ nhiên, câu trả lời của ông Chamberlain không có gì sai quấy. Ông đã nói thẳng sự thật như thế cũng là một điều hay. Ông đã nhắc cho chúng tôi nhớ nguyên tắc lý của kẻ mạnh, luật của chuôi gươm. Nhưng gươm giáo của chúng tôi không có. Chúng tôi lại cùng không còn thịt để mà đón nhận những mũi gươm. Ông Chamberlain chỉ dành một thời gian ngắn để việc tiểu lục địa. Nếu khoảng cách từ Srinagar đến Cap Comorin là 1.900 dặm Anh, thì từ Durban đến Cape Town cũng không dưới 1.001 dặm. Và ông ta phải vượt khoảng đường dài ấy với tốc độ vũ bão. Từ Natal, ông vội vã đi Transvaal. Tôi lại phải sửa soạn vụ kiện cho những người Ấn ở đấy nữa và đề trình cho ông ta. Nhưng làm sao tôi đến được Pretoria? Người chúng tôi ở đấy không thể nào lập được những thủ tục cần thiết để tôi đến đấy kịp thời. Trận chiến tranh đã biến đất Transvaal thành một nơi hoang địa, không đâu có thức ăn hay đồ may mặc bán sẵn. Ở đấy chỉ có những cửa hiệu trống trơn hoặc đóng cửa, đang chờ đợi được chất hàng hay mở lại. Nhưng phải còn lâu. Ngay những dân tản cư cũng chỉ được phép trở về khi những cửa hàng đã sẵn sàng lương thực. Bởi thế, những người cư ngụ ở Transvaal đều phải có giấy phép. Người Âu thì không khó khăn gì khi xin giấy phép, song đối với người Ấn thì rất khó. Suốt trong thời gian giao tranh, nhiều sĩ quan và binh lính từ Ấn Độ và Tích Lan đến Nam Phi, và chính quyền Anh có bổn phận phải lo liệu cho những người nào trong số ấy quyết định lập nghiệp ở đây. Họ đang cần tuyển thêm người, và những sĩ quan lão luyện này đã đến đúng lúc. Một số người tinh khôn trong bọn đã khéo bày đặt thêm một văn phòng mới, chứng tỏ mạnh khỏe tinh xảo của họ. Họ lý luận rằng nếu đã có một vụ đặc trắc về những người da đen thì tại sao lại không có một vụ tương tự cho người châu Á. Lý luận này nghe ra hợp lý. Khi tôi đến Transvaal, cái văn phòng vụ này đã mở cửa và bắt đầu hoạt động. Bủa những nanh vuốt của nó khắp nơi. Những viên chức lo việc cấp phát giấy phép cho những người hồi cư có thể cấp phát cho tất cả. Xong làm sao họ cấp cho những người châu Á nếu không có sự can thiệp của văn phòng mới ấy? Và nếu giấy phép được cấp phát theo đề nghị của văn phòng này thì trách nhiệm của những viên chức cấp giấy phép có thể nhẹ bớt. Đấy là những lý lẽ họ đưa ra. Xong kỳ thực là cái vụ mới cần một vài lý do để làm việc. Và những nhân viên thì cần tiền. Nếu không có việc làm thì vụ mới sẽ được xem là không cần thiết và bị giải tán. Bởi thế những nhân viên văn phòng của vụ tự tìm ra việc này để làm. Những người Ấn Độ phải đưa đơn xin cấp giấy phép ở vụ này và phải đợi nhiều ngày mới được trả lời. Đấy là vào thời kỳ có rất nhiều người muốn trở lại Transvaal. Cho nên có cả một đạo quân trung gian mọc lên để cùng với những viên chức tha hồ làm tiền cướp bóc của những người Ấn khổ nạn. Người ta cho tôi hay rằng không thể xin giải phép nếu không có thể lực, và đôi khi phải trả đến hàng trăm anh kim mặc dù có thể lực đi nữa. Bởi thế dường như không còn đường nào mở ra cho tôi cả. Tôi đi đến ông bạn cũ, viên cảnh sát trưởng ở Durban, và nói với ông ta, xin ông làm ơn giới thiệu cho tôi với viên chức cấp giấy phép và giúp tôi xin một cái. Ông cũng rõ là tôi đã từng ở Transvaal. Ông ta liền đội nón ra đi và kiếm cho tôi một giấy phép.
Chỉ còn không hơn một tiếng đồng hồ nữa là tàu chạy. Tôi đã sẵn sàng hành lý. Tôi cảm ơn ông Alexander và khởi hành đi Pretoria. Bây giờ tôi thấy rõ những khó khăn trước mặt. Khi đến Pretoria, tôi thảo thỉnh nguyện thư ở Durban. Tôi không nhớ những người ấn có phải đề nạp trước danh sách những đại biểu của họ hay không. Nhưng ở đây có cái vụ mới, và vụ này buộc phải làm thế. Những người ấn ở Pretoria đã nhận ra rằng những viên chức này muốn loại trừ tôi ra. Nhưng tôi phải dành một chương khác để nói về biến cố đau lòng mà thú vị này. 2. Những nhà độc tài nhập cảng. Những viên chức cầm đầu vụ mới không tài nào hiểu nổi làm sao tôi đã vào Transvaal được. Họ hỏi do những người ấn thường đến với họ, song cũng không biết được điều gì chắc chắn. Những viên chức này chỉ đoán liều rằng có lẽ tôi đã may mắn lọt vào được, khỏi cần giấy phép. Nhờ những người quen cũ, nếu quả thế thì tôi rất đáng bị câu lưu. Thường lệ sau một cuộc chiến lớn, chính phủ lâm thời có những quyền đặc biệt. Ở Nam Phi bây giờ cũng thế, chính phủ đã ban hành một đạo luật duy trì hòa bình. Theo đó bất cứ ai lọt vào Transvaal không có giấy phép sẽ bị câu lưu. Vấn đề bắt giữ tôi chịu theo đạo luật ấy được thảo luận, song không ai có thể thu hồi can đảm để yêu cầu tôi xuất trình giấy phép. Dĩ nhiên những viên chức ấy cũng đã gửi điện tình đi Durban, và khi khám phá rằng tôi có xin giấy phép hẳn hoi, họ bỗng thất vọng. Nhưng họ không dễ gì bị đánh bại vì một nỗi thất vọng như thế. Mặc dù tôi đã vào Transvaal được, họ vẫn còn có thể ngăn cản không cho tôi đến gặp ông Chamberlain. Hội Ấn Kiều bị buộc phải đề nạp danh sách những đại biểu của họ. Dĩ nhiên thành kiến màu da ở Nam Phi thì đâu đó cũng có. Song ở đây tôi không ngờ sẽ gặp thủ đoàn dơ dãy của giới viên chức như tôi đã từng quen thuộc ở Ấn. Ở Nam Phi, những công sở được duy trì để làm lợi ích cho đồng bào và chịu trách nhiệm trước công luận. Do đó, những công chức ở đây tương đối lịch sự và khiêm cung, và những người da màu cũng được hưởng đôi phần. Nhưng khi có những sĩ quan từ châu Á đến, nền độc tài của nó cũng theo vào, cùng với những thói tục mà những kẻ độc tài đã hấp thụ. Ở Nam Phi, có thể nói chính quyền có chút ý thức trách nhiệm dân chủ, trong khi món hàng nhập cảng từ châu Á thì ròng là độc tài. Bởi vì châu Á không có thứ chính quyền hữu trách vì bị ngoài bang thống trị. Ở Nam Phi, những người châu Âu là di dân để lập nghiệp. Họ đã trở thành những công dân Nam Phi và họ có quyền kiểm soát những viên chức công sở. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm những kẻ độc tài từ châu Á và những người ẩn bỗng dưng đứng giữa ác và ó. Tôi đã nếm mùi vì nền độc tài ấy. Trước hết tôi được triệu đến gặp viên vụ trưởng, một sĩ quan người Tích Lan, để độc giả khỏi nghĩ rằng tôi đã nói quá đáng khi dùng chữ triệu. Tôi xin nói rõ hơn, không có một mệnh lệnh thành văn nào đã được gửi cho tôi. Những lãnh tụ ẩn thường phải đến thăm những viên chức người Á Châu. Trong số này có ông T.F. Haji Khan Mohammed. Viên vụ trưởng hỏi ông ta tôi là ai và tại sao đến đây. T.F. trả lời, ông này là cố vấn của chúng tôi. Ông đã đến đây theo lời chúng tôi yêu cầu. Thế thì chúng tôi ở đây làm gì? Hả, chẳng phải chúng tôi đã được đề cử đến để bảo vệ cả ông hay sao? Ông Gandhi có thể biết được gì về những hoàn cảnh ở đây? Ông T.F. cố gắng trả lời câu chỉ trích ấy. Dĩ nhiên có các ông ở đây, nhưng Gandhi là người của chúng tôi. Ông ta biết ngôn ngữ chúng tôi và hiểu chúng tôi. Các ông thì bất quá chỉ là những công chức. Ông chủ ấy ra lệnh cho T.F. đưa tôi đến trước ông ta. Tôi đi đến cùng T.F. và những người khác. Ông có ghế ngồi, tất cả chúng tôi đều phải đứng. Viên quan lớn kia hỏi tôi, anh đến đây làm gì? Tôi đáp, tôi đến đây theo lời yêu cầu của những người đồng bào tôi để giúp đỡ họ trong cương vị cố vấn. Nhưng anh không biết anh không có quyền đến đây à? Cái giấy phép của anh đã được cấp vì nhầm lẫn. Anh không thể được xem là một người ẩn cư ngụ ở đây.
anh phải đi về. Anh sẽ không được đến gặp ông Chamberlain. Chính để bảo vệ những người Ấn Kiều ở đây mà vụ Á Châu đã được thiết lập. Thôi cho anh về. Với những lời ấy, ông ta từ giã tôi mà không cho tôi trả lời. Nhưng các bạn cùng đi với tôi thì ông ngăn lại. Ông của mạng họ thầm tệ và họ phải đuổi tôi về. Họ ra về buồn bã. Chúng tôi va chạm một cảnh ngộ không ngờ. 3. Nuột nhục. Sự sỉ nhục ấy làm tôi đau nhói. Song nhờ đã gặp nhiều vụ tương tự trong quá khứ, tôi đâm quen chịu đựng. Bởi thế tôi quyết định quên đi vụ này và sản xuất nhận định tình thế để hành động theo đó. Chúng tôi nhận được một bức thư của viên vụ trưởng về Á Châu. Đại ý nói rằng vì tôi đã gặp ông Chamberlain ở Durban nên cần phải gạch bỏ tên tôi ra khỏi danh sách đại biểu định gặp ông ta. Bức thư ấy thật quá sức chịu đựng đối với những người cộng sự của tôi. Họ đề nghị bãi bỏ hẳn ý kiến lập đoàn đại biểu. Tôi nêu rõ cho họ thấy điều ấy không ổn. Tôi nói, nếu các anh không trình bày trường hợp của mình với ông Chamberlain, người ta sẽ cho rằng các anh không có gì để khiếu nại cả. Dù sao, đơn thỉnh nguyện cũng phải được viết ra, và chúng ta đã có rồi. Cả chuyện tôi đọc nó hay ai đọc là điều không quan hệ chút nào. Không phải ông Chamberlain đã bàn cãi vấn đề với chúng ta đâu. Bởi thế sự hiện diện của tôi cũng không cần thiết lắm. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đành nuốt sự sỉ nhục này vậy. Tôi vừa nói xong thì ông TF la lên. Họ nhục mà anh, không phải là nhục mà cả đoàn thể chúng ta sao? Làm sao chúng tôi quên được? Anh là đại diện cho chúng tôi. Anh nói rất đúng, tôi đáp. Nhưng ngay cả đoàn thể cũng cần phải nuốt những vụ như thế này. Chúng ta còn sự lựa chọn nào nữa? TF nói, cứ mặc ra sao thì ra, chúng ta cần gì phải nuột nhục lần này, có lẽ không còn gì tệ hơn nữa có thể xảy đến cho chúng ta, chúng mình có nhiều quyền lời để mất chăng? Lời ấy nghe ra thật hăng, nhưng phỏng có ích gì? Tôi biết rõ giới hạn của hội Ấn Kiều, tôi cố trấn an bàn hữu và khuyên họ cử ông George Godfrey, một luật sư Ấn thay tôi. Thế là ông Godfrey dẫn đầu đoàn đại biểu. Ông Chamberlain trong bức thư trả lời có ám chỉ việc tôi bị loại như sau. Như thế chẳng hay hơn là cứ nghe đi nghe lại mãi một người đại diện sao? Ông chỉ nói để cố xoa dịu. Nhưng mọi sự ấy chỉ làm tăng thêm công việc của hội và cũng tăng thêm công việc của tôi nữa. Chúng tôi phải bắt đầu lại từ khởi thủy. Một vài người chỉ nhào tôi, chính do anh thúc giục mà hội ta đã giúp họ trong chuyện cuộc. Rồi bây giờ kết quả ra sao anh cũng thấy chứ. Nhưng sự chỉ nhào ấy vô hiệu đối với tôi. Tôi nói, tôi không ân hận gì cả. Tôi vẫn thấy rằng chúng ta đã làm việc phải làm. Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ chúng ta lúc đó. Chúng ta không được mong chờ một phần thưởng nào cho công khó của mình. Song tôi vẫn tin chắc rằng mọi hành vi tốt đều sẽ mang lại kết quả. Ta hãy quên quá khứ và nghĩ đến công việc trước mắt. Mọi người đồng ý. Tôi nói thêm, nói thật với các anh, công việc các anh gọi tôi sang để làm thế là đã tạm xong. Nhưng tôi tin rằng tôi không nên rời Transvan, mặc dù các anh để tôi từ tiền trở về. Thay vì tiếp tục công việc của tôi ở Nathan như trước, bây giờ tôi phải tiếp tục ở đây. Tôi sẽ không nghĩ đến chuyện hồi hương trong vòng một năm trở lại và phải xin gia nhập tối cao pháp viện ở Transvan. Tôi có đủ tín nhiệm để đối trị với cái vụ mới ấy. Nếu chúng ta không làm việc này thì đoàn thể chúng ta sẽ bị tống ra khỏi xứ. Ngoài ra còn bị cướp sạch sành sanh. Mỗi ngày chúng ta sẽ càng bị dồn dập thêm nhiều sự sỉ nhục nữa. Cả chuyện ông Chamberlain không chịu tiếp tôi và viên vụ trưởng nhục mạ tôi là chuyện không quan hệ gì so với sự sỉ nhục cho cả đoàn thể. Cái cuộc đời khuyến mà chúng ta sắp sửa phải sống thật không thể nào chịu đựng nổi. Cứ thế tôi tiếp tục cuộc nói chuyện, thảo luận với những người ẩn ở Pretoria và Johannesburg và cuối cùng quyết định đặt văn phòng ở Johannesburg. Quả thật cũng khó tin tôi sẽ được ghi danh vào tối cao pháp viện Transvan.
Nhưng luật sư Đoàn không phản đối đơn tôi và tòa cũng cho phép. Đối với một ẩn kiều, rất khó kiếm chỗ để đặt văn phòng ở một vùng thích hợp. Nhưng tôi đã khá quen thân với ông Rick, bây giờ là một thương gia ở đấy. Nhờ một người đại lý cho mượn nhà mà ông ta quen, tôi tìm được những gian phòng tốt để mở văn phòng trong khu vực văn phòng luật sư và tôi khởi sự hành nghề tại đấy. 4. Mua bảo hiểm. Trước khi kể về cuộc tranh đấu cho quyền lợi của những kiều dân ẩn ở Transvaal và sự liên lạc giữa họ với vùng Á Châu, tôi muốn quay sang nói về vài khía cạnh của đời tôi. Từ trước đến nay, trong tôi luôn luôn có một ước muốn tạp nhạp, tinh thần hy sinh song hành với lòng mong ước để dành chút gì cho tương lai. Vào khoảng thời gian tôi thuê văn phòng ở Bombay, một nhân viên sở bảo hiểm người Mỹ đến tôi. Y là một người ăn nói nghe ngọt lịm, vẻ mặt dễ ưa. Y làm như đã quen thân với tôi từ lâu và khởi sự bàn đến chuyện bảo đảm sự sống của tôi trong tương lai. Y nói, ở Mỹ tất cả mọi người thuộc cỡ anh đều bảo hiểm sinh mạng. Anh lại không bảo hiểm sao? Cuộc sống bây giờ thật bấp bênh. Ở Mỹ quốc, chúng tôi đều xem việc bảo hiểm như là một nhiệm vụ thiêng liêng. Tôi không thể khuyên dù anh làm một khế ước nhỏ sao? Bấy lâu tôi vẫn thường lành nhạt với mọi nhân viên bảo hiểm tôi thường gặp ở Nam Phi và Ấn Độ, vì tôi nghĩ rằng sự bảo hiểm sinh mạng có nghĩa là sợ hãi và thiếu đức tin. Nhưng bây giờ tôi phải chịu sự cám dỗ của viên đại lý người Mỹ này. Trong khi anh ta tiếp tục lý luận, tôi tưởng tượng tình cảnh vợ con tôi. Tôi tự nhủ, này, ngươi đã bán hầu hết nữ trang của vợ ngươi. Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì gánh nặng vợ con ngươi sẽ trút lên vai người anh khốn nạn của ngươi. Một người anh đã thay cha một cách cao quý, như thế thì người đâu xứng đáng gì. Với những lý luận như vậy, tôi đã tự thuyết phục để cuối cùng lập một tờ bảo hiểm 10.000 rupee. Nhưng khi lối sống của tôi ở Nam Phi thay đổi, quan điểm tôi cũng đổi theo. Trong giai đoạn thử thách này, tất cả đường đi nước bước của tôi đều quyết định nhân danh đấng chí tôn và để phụng sự ngài. Tôi không biết sẽ phải còn ở lại Nam Phi bao nhiêu lần. Tôi lại còn sợ sẽ không bao giờ có thể trở về Ấn. Bởi thế tôi quyết định để vợ con ở với tôi và kiếm tiền vừa đủ để nuôi chúng. Kế hoạch này làm tôi tiếc hối việc bảo hiểm sinh mạng và hổ thẹn vì đã bị mắc lưới viên đại lý công ty bảo hiểm. Tôi tự nhủ, nếu anh tôi thay thế cha thì chắc chắn anh sẽ không xem là một gánh quá nặng. Nếu phải nuôi vợ tôi, nếu nàng chẳng may sẽ quá bùa, và tôi có lý do để nghĩ rằng cả chị sẽ gọi tôi sớm hơn những người khác. Chung quy, người che chở đích thực không phải là tôi hay anh tôi, mà chính là đấng toàn năng. Khi bảo hiểm sinh mạng, vô tình tôi đã cướp quyền tự quyết của vợ con tôi. Tại sao tôi không nghĩ họ có thể tự lo liệu lấy? Thế những gia đình của vô số người nghèo trên hoàn cầu thì sao? Tại sao tôi không xem mình như một người trong số ấy? Những tư tưởng loạn xạ như trên lướt qua đầu tôi. Xong, tôi không tác động ngay theo đó. Tôi nhớ đã trả ít nhất là một lần tiền bảo hiểm ở Nam Phi. Lại còn có những hoàn cảnh bên ngoài hỗ trợ cho dòng tư tưởng ấy. Trong lần tôi đến Nam Phi đầu tiên, chính nhờ ảnh hưởng của Kitô giáo đã hàm dưỡng ý thức tôn giáo trong tôi. Bây giờ có thêm ảnh hưởng của thông thiên học. Ông Rick là một người theo thông thiên học và đã giới thiệu tôi giao thiệp với hội ở Johannesburg. Tôi không bao giờ trở thành một hội viên vì có những điểm bất đồng, song tôi giao thiệp khá thân với hầu hết mọi người trong hội thông thiên học. Tôi thảo luận về tôn giáo với họ hàng ngày. Dạo ấy thường có những buổi kinh sách thông thiên học và đôi khi tôi lại có dịp ngỏ lời trước những buổi hội họp của họ. Việc chính yếu của thông thiên học là đào luyện và phát huy ý nghĩa tình huân đề. Chúng tôi thảo luận khá kỹ về đề tài này và tôi đã chỉ trích những hội viên khi thấy hành động của họ không đi đôi với lý tưởng họ. Sự phê phán này có hiệu quả tốt cho tôi. Nó đưa tôi đến sự nổi quang phản tịnh. 5. Kết quả.
cuộc nội quang vào năm 1893 khi giao thiệp với những bạn hữu Kitô giáo. Tôi chỉ là một kẻ tập tịnh học đạo. Họ cố hết sức giảng dạy cho tôi nghe và làm cho tôi phải chấp nhận lời giảng dạy của Chúa Kitô. Và tôi khi ấy là một kẻ lắng nghe đầy khiêm cung cẩn trọng với một tâm hồn rộng mở. Và lúc ấy dĩ nhiên tôi cũng nỗ lực nghiên cứu Ấn giáo và cố tìm hiểu các tôn giáo khác. Và năm 1903, hoàn cảnh hơi thay đổi. Những người bạn thông thiên học dĩ nhiên cố kéo tôi vào hội họ, nhưng với mục đích học được một vài điều gì nơi tôi và tư cách một người Ấn giáo. Thông thiên học chịu nhiều ảnh hưởng Ấn giáo, bởi thế những người bạn này mong mỏi tôi sẽ có ích cho họ. Tôi giải thích rằng kiến thức về phàn ngữ của tôi không đáng bàn tới, và tôi cũng không đọc kinh điển Ấn giáo bằng nguyên bản. Rồi ngay cả những bản dịch tôi cũng không biết nhiều. Nhưng vì là những người tin vào thuyết nghiệp báo Samskara và luân hồi Punachama, họ nhất định rằng ít ra tôi cũng giúp họ được đôi phần. Thế là tôi trở thành như một anh chột giữa đám mù. Tôi khởi sự đọc tác phẩm Raja Yoga của Vivekananda cùng với một số các bạn hữu ấy và tác phẩm cùng tựa đề của Vivedi với một số khác. Tôi lại phải đọc những kinh du già của Patanjali với một người này và Chỉ Tôn Ca với một số đông những người khác. Chúng tôi thành lập một hội quán những người tìm chân lý. Ở đây chúng tôi có những giờ đọc sách thường xuyên. Tôi đã có ít nhiều tín tâm đối với Chỉ Tôn Ca, một tác phẩm làm tôi say mê. Bây giờ tôi cần phải đi sâu hơn vào tác phẩm ấy. Tôi có một vài bản dịch qua đó. Tôi có cố tìm hiểu nguyên văn phàn ngữ. Tôi lại còn định đọc một vài câu thơ mỗi ngày. Vào giờ tẩy rửa ban sáng, thường tôi phải mất 35 phút vào việc này, 15 phút đánh răng và 20 phút tắm. Khi đánh răng, tôi thường đứng như kiểu người Tây Phương, bởi thế tôi dạng những câu thơ trong Chỉ Tôn Ca lên vách đối diện để giúp trí nhớ. Thời giờ đánh răng này vừa đủ để tôi đọc một đoạn thơ mỗi ngày và nhẩm lại những đoạn đã học trước. Tôi nhớ đã đọc 30 chương thuộc lòng, nhưng sự học ấy phải nhường chỗ cho công việc khác và sự khai sinh cũng như nuôi dưỡng tinh thần bất bạo động. Một việc đã chiếm hết thì giờ tư duy của tôi, ngay cả hiện tại cũng thế. Tôi không biết sự đọc Chỉ Tôn Ca có ảnh hưởng gì đối với các bạn tôi. Riêng tôi thì nó đã trở thành một cuốn kim chỉ nam không lầm lỗi cho tất cả hành vi tôi vậy. Nó đã trở thành cuốn từ điển tôi tra cứu hàng ngày, hệt như tôi dở cuốn từ điển Anh ngữ để tìm nghĩa những tiếng tôi không hiểu. Tôi cũng lật cuốn từ điển về phép sự thế này để tìm giải pháp cho mọi thắc mắc và thử thách tôi gặp. Những danh từ như Aparigraha không bám dự và Sanabhava bình đẳng làm tôi lưu ý đặc biệt. Làm sao để đào luyện và duy trì đức bình đẳng ấy chính là vấn đề. Làm sao người ta có thể xem những viên chức sắc sược thổi nạt, những viên chức nhục mà mình, những người cộng sự hôm qua nêu lên những bài bạc vô nghĩa lý, cũng như những người bạn luôn luôn tốt với mình, hả chẳng phải chính thân xác này đã là một sở hữu rồi sao? Vợ con không là sở hữu sao? Có phải rằng tôi phải hủy hoại tất cả những kế sách tôi có? Phải chăng tôi cần xả bỏ tất cả sở hữu để theo Ngài? Câu trả lời đến ngay: tôi không thể đi theo Ngài nếu tôi không xả bỏ mọi thứ sở hữu. Việc học bộ luật Anh quốc đã giúp tôi trong vấn đề này. Tôi nhớ lại thiên bình luận của Snell về những châm ngôn của luật công bình. Tôi hiểu rõ hơn nhờ ánh sáng của lời dạy trong Chỉ Tôn Ca. Cái ẩn ý của danh từ Justi, tôi đâm ra kính trọng luật pháp hơn lên. Tôi tìm thấy trong đó tinh hoa tôn giáo. Tôi hiểu giáo lý trong Chỉ Tôn Ca về sự không chiếm hữu. Nó có nghĩa rằng những ai muốn giải thoát thì phải hành xử như
Người quản trị di sản, mặc dù có quyền kiểm soát những tài sản lớn lao, y không bao giờ xem một hào ly nào là sở hữu mình. Tôi hiểu rõ ràng muốn xả bỏ và bình đẳng thì trước hết phải thay đổi tâm tưởng và thái độ. Thế là tôi viết cho Reva Khanka để chấm dứt bảo hiểm và lấy lại bao nhiêu cũng được, hoặc xem những số tiền đã đóng như thể mất rồi. Vì tôi đâm ra tin chắc rằng Đấng Chí Tôn, người đã sinh ra vợ con tôi cũng như sinh ra chính tôi, sẽ che chở cho họ, cho anh tôi, người tôi xem như cha. Tôi viết một lá thư giải thích rằng tôi cho anh tất cả những gì tôi dành dùm được cho đến lúc ấy. Còn từ đây về sau, anh không nên chờ đợi gì nơi tôi, bởi vì trong tương lai, nếu có dành dùm được gì, tôi chỉ dùm để làm công ích. Tôi không dễ gì làm cho anh tôi hiểu được điều này. Với lời lẽ nghiêm khắc, anh giải thích cho tôi rõ bổn phận của tôi đối với anh. Anh bảo rằng tôi đừng có mong khôn ngoan hơn cha ông. Tôi phải có bổn phận nuôi dưỡng gia đình như anh đã làm. Tôi chỉ cho anh thấy rõ, tôi cũng đang làm cả việc cha đang làm. Duy chỉ có điều phải nới rộng cái nghĩa danh từ gia đình một chút mới thấy rõ sự khôn ngoan của hành vi tôi. Anh tôi không thèm đến xỉa đến tôi nữa và gần như chấm dứt mọi sự liên lạc. Tôi rất buồn, song tôi sẽ buồn hơn nếu phải bỏ bê cái mà tôi đã xem là bổn phận mình. Cho nên tôi thà chịu nỗi buồn nhỏ hơn. Nhưng việc này không ảnh hưởng gì đến tấm lòng tận tụy của tôi đối với anh. Vẫn thuần nhất cao cả như bao giờ, lòng yêu thương lớn lao của anh đối với tôi chính là căn nguyên nỗi khổ tâm của anh. Không phải anh muốn nhận tiền của tôi, mà chính là muốn tôi phải nghĩ đến gia đình. Tuy nhiên khi gần mạng đời, anh đã khen ngợi quan điểm tôi. Khi lâm chung, anh nhận ra rằng tôi đã làm đúng và viết cho tôi một bức thư vô cùng cảm động. Anh xin lỗi tôi, nếu quả là một người cha có thể xin lỗi con mình. Anh ủy thác cả con trai anh cho tôi săn sóc và nuôi dạy theo ý tôi. Anh là tỏ ý mong gặp tôi. Anh gửi điện tín nói anh muốn đi Nam Phi và tôi đánh điện trả lời là anh cứ đi. Nhưng việc ấy đã không thành và ước vọng anh về các con anh cũng không thể thành tựu. Anh chết trước khi có thể khởi hành đi Nam Phi. Con anh thì được sinh trưởng trong không khí cũ nên không thể nào thay đổi nếp sống ấy, không thể kéo chúng đến với tôi. Đấy cũng không phải lỗi chúng, có ai xóa được những ấn tượng mình đã mang theo từ thuở lạc lòng. Thật viển vông khi mong muốn con mình phải theo một nhịp tiến hóa như chính mình. Trường hợp trên một phần nào giúp ta thấy rõ trách nhiệm của người làm cha mẹ quan trọng biết chừng nào. 6. Một cuộc hy sinh cho thuyết ăn chay. Khi thực hiện những lý tưởng về sự xả kỷ và sống đơn giản, khi ý thức tôn giáo càng ngày càng trở nên bén nhạy trong tôi càng mong muốn truyền bá thuyết ăn chay coi như một sứ mạng của mình. Tôi chỉ biết một phương pháp duy nhất để truyền bá, ấy là bằng sự sống bản thân và thảo luận với những người khát khao tìm hiểu. Ở Johannesburg có một tiệm ăn chay của một người Đức tin tưởng vào phương pháp chữa bệnh của Kuhne, thủy liệu pháp. Tôi đích thân lui tới tiệm ấy giúp đỡ bằng cách kéo thêm bạn bè người Anh đến. Xong tôi thấy nó rõ khó để kéo dài vì luôn luôn gặp khó khăn tài chính. Tôi cố giúp đỡ và bỏ thêm ít tiền vào đó, nhưng cuối cùng nó vẫn phải đóng cửa. Phần đông những người theo thông thiên học đều theo thuyết ăn chay một phần nào. Và có một bà trong hội ấy bỗng táo bạo mở một tiệm chay đại quy mô. Bà ta ưa thích mỹ thuật, tánh kỳ khôi và không biết gì về kế toán. Bà có khá đông bạn hữu, bà ta bắt đầu với một số vốn nhỏ. Nhưng về sau lại quyết định khuếch trương cửa hàng bằng cách mượn thêm những gian phòng rộng. Và nhờ tôi giúp đỡ, tôi không biết gì về tình hình tài chính của bà khi bà đến với tôi. Sau nghĩ rằng ít nhất bà ấy cũng đã tính toán khá xác thực mới bắt tay vào như thế. Và tôi đang ở cả tư thế có thể giúp bà. Các thân chủ tôi hồi ấy ủy thác cho tôi những số tiền lớn. Và sau khi được sự thỏa thuận của một người trong số ấy,
Tôi trích khoảng 1.000 ăn kim từ số tiền ký thác của y để cho bà mượn. Bà thân chủ này là rất giàu lòng và tin cậy nơi tôi. Trước kia anh đến Nam Phi với tư cách một công nhân khế ước. Y nói, anh đưa tiền cho họ, nếu anh muốn, tôi không biết gì về nội vụ kia. Tôi chỉ biết anh là đủ. Tên y là Battery. Về sau anh ta đóng một vai trò quan trọng trong phong trào bất bạo động và bị tù nữa. Tôi đưa số tiền ấy của y ra để cho mượn, nghĩ rằng y bằng lòng là được rồi. Chừng 2-3 tháng sau, tôi mới vỡ nhẹ rằng số tiền ấy không thể nào lấy về. Tôi thật khó lòng chịu một sự mất mát lớn lao như thế. Số tiền ấy tôi có thể dùng vào rất nhiều việc khác. Mãi về sau món nợ vẫn không được bồi hoàn. Nhưng làm sao tôi có thể để cho anh Battery tục bụng kia phải thiệt thòi? Anh ta chỉ biết có tôi. Tôi bù đắp số tiền mất ấy. Tôi kể vụ này cho một thân chủ thân tín nghe. Anh ta ôn tồn trách cứ sự điên rồ của tôi. Bye. Hồi đó thật may thay tôi chưa trở thành Mahatma. Hay ngay cả Papu, cha, bạn bè thường gọi tôi bằng tiếng bay, anh. Thân mến, anh thân mến, việc này không phải dành cho anh làm. Chúng tôi trông cậy vào anh nhiều việc. Anh sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền kia. Tôi biết anh sẽ không để cho Battery phải thiệt thòi và sẽ xuất tiền của anh ra để trả. Xong, nếu anh cứ tiếp tục giúp đỡ chương trình cải cách sử dụng tiền thân chủ, thì những khổ chủ ấy sẽ mạc, mà anh cũng sẽ suy sụp không bao lâu. Anh là người quản trị tài sản cho chúng tôi, anh phải biết rằng, nếu anh trở thành kẻ tối rồng, thì tất cả công việc chung của chúng ta sẽ phải chấm dứt. Người bạn ấy bây giờ vẫn còn sống. Tôi chưa hề gặp người nào trong sạch hơn anh ta, ở Nam Phi hay bất cứ nơi nào khác. Tôi thường thấy anh ta xin lỗi người khác để tự thanh luyện bản thân mỗi khi anh đã lỡ nghi ngờ họ, và sau đó thấy sự nghi ngờ của mình là không căn cứ. Tôi thấy anh ta đã nói rất đúng, bởi vì mặc dù tôi đã bồi thường tiền cho Battery, đáng lẽ tôi không thể nào trang trải một mối như thế, và có lẽ sẽ chuộc nợ nần, một điều tôi chưa từng gặp trong đời và tôi rất ghét. Tôi nhận ra rằng ngay cả khi hăng hái cải cách người ta không nên đi qua giới hạn mình. Tôi cũng thấy rằng khi đem tiền ký thác ra cho mượn như thế, tôi đã không tuân lời dạy trong chỉ tôn ca về bổn phận người quân tử phải hành động mà không mong đợi kết quả. Lỗi lầm này trở thành một tia sáng báo động cho tôi. Lễ hy sinh trên đền thờ thuyết ăn chay ấy, tôi đã không dùng tâm làm mà cũng không ngờ tới. Đấy chỉ là một việc bất đắc dĩ. 7. Những cuộc thí nghiệm chữa bệnh bằng đất và nước. Khi tập sống càng ngày càng đơn giản, chừng nào thì tôi lại càng thuộc men chừng ấy. Thổ hành nghề ở Dubai, có một dạo tôi bị chứng suy nhược và đau xương. Bác sĩ Meta đến thăm và đặt chữa cho tôi khỏi bệnh. Sau đó, cho đến ngày tôi trở về Ấn, tôi không nhớ có bệnh nào đáng kể. Nhưng tôi thường xuyên bị chứng táo bón và nhức đầu khi ở Johannesburg. Tôi chữa trị bằng một thực đơn điều hòa và thỉnh thoảng dùng thuốc nhuận tràng, song tôi không thể được xem là khỏe mạnh. Và luôn luôn tự hỏi không biết chừng nào tôi mới thoát khỏi sự ám ảnh của những món thuốc nhuận tràng kia. Vào đồ ấy, tôi đọc thấy ở Manchester có thành lập một hội không ăn điểm tâm. Luận điều hội ấy đưa ra là những người anh ăn quá nhiều lượng thức ăn và quá nhiều bữa, phía trả tiền bác sĩ của họ phải nặng nề bởi vì họ ăn cho tới khuya. Bởi vậy, họ nên dẹp bớt bữa điểm tâm. Nếu muốn cải thiện tình trạng, mặc dù không hẳn ở trong trường hợp ấy, song tôi vẫn cảm thấy lý luận ấy có phần nào đúng cho hoàn cảnh tôi. Tôi thường ăn 3 bữa đầy đủ, ngoài ra lại còn thêm bữa trà vào lúc xế. Tôi tuyệt nhiên không hề ăn ít và lại thường thưởng thức bất cứ món ngon nào mà là một thực đơn ăn chay và không gia vị có thể cung cấp. Tôi ít khi dậy trước 6-7 giờ sáng,
Bởi thế tôi nghĩ rằng nếu tôi dẹp bớt bữa ăn sáng thì có lẽ sẽ khỏi bị nhức đầu. Tôi liền thi hành cuộc thí nghiệm. Trong vài ngày đầu thật khó khăn, sau chứng nhức đầu hoàn toàn biến mất. Điều này đưa đến kết luận rằng bấy lâu mình đã ăn nhiều hơn lượng thức ăn cần thiết cho cơ thể. Nhưng cuộc đổi thay này tuyệt nhiên không giải thoát tôi khỏi chứng táo bón được. Tôi thử theo phương pháp ngâm nước đỉnh mông của Kune, có khá phần nào xong cũng không khỏi hẳn. Trong lúc ấy có một người Đức chủ một quán ăn chay hay một người bạn nào khác tôi không nhớ rõ đã đưa cho tôi xem cuốn Trở về thiên nhiên của Just. Trong sách này tôi đã đọc thấy cách trị liệu bằng đất. Tác giả cũng khuyên nên ăn trái cây tươi và hạt dẻ là những thức ăn tự nhiên của con người. Tôi không theo ngay phương pháp ăn hoàn toàn trái cây ấy, nhưng bắt đầu thí nghiệm chữa trị bằng đất. Và kết quả thật là kỳ diệu. Lối chữa trị này gồm có việc băng vào bụng một lớp đất sạch, thấm nước lành, trải lên một miếng băng bằng vải mỏng. Tôi băng vào lúc tối trước khi đi ngủ, rồi lấy ra vào nửa đêm hay tảng sáng, hay bất cứ lúc nào thức giấc. Phép chữa trị này đã làm cho tôi khỏi hẳn chứng táo bón. Từ đấy tôi vẫn tự chữa bằng lối này và chữa cho bạn bè, và không bao giờ phải ân hận điều gì cả. Ở Ấn, tôi không thể thí nghiệm cách chữa này với sự bảo đảm tương tự. Trước hết là vì tôi đã không bao giờ có thời giờ ngồi yên một chỗ để mà thử lối chữa trị này. Nhưng lòng tin tưởng của tôi đối với phép chữa bằng đất hòa với nước vẫn không hề lay chuyển. Ngay cả bây giờ tôi vẫn còn thỉnh thoảng sử dụng nó và giới thiệu với những người cộng sự mỗi khi có dịp. Mặc dù đã bị hai trận ốm nặng trong đời, tôi vẫn tin rằng người ta không cần phải dùng thuốc. Trong 1.000 trường hợp thì có đến 999 phần trường hợp có thể chữa trị bằng một lối ăn uống điều hòa, bằng đất và nước hay những phương thuốc gia truyền tương tự. Người nào cứ hễ đau ở một chút là chạy đến thầy thuốc và nuốt vào bất cứ thứ thuốc gì thì không những đã tự rút ngắn đời mình mà còn trở thành nô lệ cho thân xác thay vì làm chủ nó. Kẻ ấy mất tự chủ và không còn là một con người. Xin đừng ai xem thường những nhận xét này vì chúng đã được viết ra trong một giường bệnh. Tôi biết lý do bệnh hoạn của mình. Tôi hoàn toàn ý thức rằng chỉ mình tôi chịu trách nhiệm bệnh mình. Và chính vì có ý thức ấy mà tôi không mất kiên nhẫn. Quả thế tôi đã cảm ơn trời đã cho tôi bệnh hoạn như một bài học. Và tôi đã thành công trong việc chống lại sự cám dỗ dùng thuốc. Tôi biết sự bướng bỉnh của tôi đã làm khó khăn cho bác sĩ. Song họ vẫn tử tế, chịu đựng tôi không nao núng. Tuy nhiên, quả là tôi không nên đi xa quá. Trước khi tiếp tục, tôi xin báo trước cho độc giả một lời. Những người nào mua quyển sách của Truth vì đọc chương này thì không nên xem tất cả những gì viết trong ấy là chân lý, chắc thật. Một người viết bao giờ cũng chỉ trình bày một khía cạnh của một trường hợp, trong khi mọi trường hợp đều có thể được xét từ 7 quan điểm là ít nhất. Mỗi quan điểm có lẽ đều đúng, nhưng không đúng cùng lúc và cùng hoàn cảnh. Rồi lại có nhiều sách được viết với một mục đích câu khách hàng và danh tiếng. Bởi thế, ai đọc sách hãy cẩn thận, nên theo lời khuyên của những người có kinh nghiệm trước khi muốn thí nghiệm những điều mà tác phẩm đề ra, hoặc nên đọc nó một cách kiên nhẫn và tiêu hóa hoàn toàn trước khi có phản ứng. 8. Một sự cảnh cáo. Tôi sợ có lẽ phải tiếp tục nói dông dài cho đến chương sau. Cùng lúc với những cuộc thí nghiệm chữa bằng đất và nước, tôi cùng tiếp tục với những thí nghiệm về cách ăn uống. Và có lẽ không quá lạc đề nếu tôi đưa ra một ít nhận xét về cuộc thí nghiệm sau. Mặc dù tôi sẽ còn dịp bàn về nó thêm, tôi sẽ không đi vào chi tiết về những thí nghiệm ăn kiêng vì đã bàn trong một loạt bài báo bằng tiếng Gujarati hàng năm trước trong tờ Indian Opinion, về sau in thành sách được phổ biến ở Anh Quốc dưới nhan đề A Guide to Health. Trong số những tập sách nhỏ của tôi, cuốn này đã được đọc nhiều nhất ở Đông Phương cũng như Tây Phương,
Một điều tôi thường không thể hiểu được, nó viết ra là để cho những độc giả của tờ Indian Opinion. Song tôi biết tập sách nhỏ đã ảnh hưởng sâu xa đến đời sống của nhiều người ở Đông Phương cũng như Tây Phương. Những người chưa bao giờ thấy mặt mũi tờ Indian Opinion, họ đã viết thư cho tôi về đề tài ấy, bởi thế tôi nghĩ nên nói vài lời về ở đây về tập sách, vì mặc dù tôi không thấy lý do gì nên thay đổi những quan niệm đã đề ra trong ấy, tuy nhiên trong thực tế tôi đã có vài ngày đổi căng để mà độc giả không biết, và tôi tưởng nên bảo cho họ hay. Tập sách nhỏ được viết ra như tất cả những gì tôi đã viết với một cứu cánh tâm linh. Cái cùng đích vẫn luôn luôn khởi hứng cho mỗi hành động của đời tôi. Bởi thế thật là một sự vô cùng ân hận cho tôi khi ngày nay tôi không thể thực hành một số những lý thuyết mà tôi đã đưa ra trong tác phẩm. Tôi có niềm tin xác tín rằng người ta không cần phải dùng sữa. Ngoài ra, lúc bé bú sữa mẹ, thực đơn của người không nên gồm gì ngoài ra trái cây và các thứ hạt. Con người có thể đủ dinh dưỡng cho các tế bào cũng như thần kinh khi dùng những thứ trái như nho và hạt như hành nhân. Sự kiềm chế dục tình và những đam mê khác hóa ra dễ dàng đối với một người sống bằng thức ăn như thế. Những người cộng sự của tôi và tôi đã kinh nghiệm rằng câu ngàn ngữ ẩn rất đúng khi nói thức ăn thế nào thì con người thế ấy. Quan điểm này đã được bàn kỹ trong tập sách. Song rủi thay, ở Ấn tôi đã buộc lòng phải thú nhận một vài lý thuyết của tôi trong khi hành xử. Trong khi tôi bận chiêu mộ thêm người ở Kedah, tôi bị suy nhược vì một vài sai lầm trong sự ăn uống và suy chết. Tôi cố gắng bồi bổ lại một cơ thể suy yếu mà không dùng đến sữa, song hoàn toàn vô hiệu. Tôi tìm đến các bác sĩ quen biết để xin họ kiếm một thứ gì thay thế sữa. Một số người đề nghị dùng nước mung hay dầu Maura, sữa hành nhân. Tôi phải kiệt sức để thí nghiệm dùng những thứ này, song không có gì có thể kéo tôi ra khỏi giường bệnh. Những thầy thuốc cổ truyền đọc cho tôi nghe những câu thơ trong Charaka để chứng minh rằng những giới luật của tôn giáo về thức ăn không áp dụng trong việc trị liệu, bởi thế họ không mong giúp tôi sống mà không dùng sữa. Còn những người không ngần ngại khuyên tôi dùng xúc thịt bò và rượu, thì làm sao họ có thể giúp tôi sống với một thực đơn không sữa? Tôi không được uống sữa trâu hay bò vì đã lập thề. Lời thề dĩ nhiên hàm ý phải kiêng tất cả mọi thứ sữa. Song vì khi lập thề tôi chỉ nghĩ đến sữa bò và trâu, và cũng vì muốn sống nên tôi từ chối phần nào bằng cách nhấn mạnh đến yếu tố danh từ trong lời thề và quyết định dùng sữa dê. Tôi hoàn toàn ý thức lúc ấy rằng tinh thần của lời thề đã hỏng. Nhưng tôi lại bị ám bởi ý tưởng lãnh đạo một cuộc đấu tranh chống đạo luật Rosta. Và cùng với ý nghĩa ấy, tôi đâm ra muốn sống, do đó mà một trong những cuộc thí nghiệm lớn lao nhất đời tôi đành phải chấm dứt. Tôi biết người ta sẽ cãi rằng tâm linh không dính líu gì đến chuyện ăn hay uống, vì tâm linh không ăn uống gì, rằng điều quan trọng không phải là bạn thâu vào mà chính là những gì bạn phát biểu. Dĩ nhiên điều này cũng có phần đúng, nhưng thay vì xét lập luận ấy, tôi chỉ muốn nói lên sự xác tín của mình. Tôi tin rằng đối với kẻ thường sống trong niềm kính sợ đấng chí tôn và muốn đối diện với Ngài, thì sự tiết chế ăn uống về lượng cũng như về phẩm là điều cần yếu, không khác gì tiết chế trong ý tưởng và lời nói. Về điểm sai lầm trong lý thuyết của tôi đưa ra, theo đó người ta không cần dùng sữa. Tôi nghĩ không những cần bảo cho độc giả rõ mà còn nghiêm trọng khuyến cáo các ngài không nên áp dụng thuyết ấy. Bởi thế tôi xin khuyên tất cả những ai đã bỏ dùng sữa vì đọc lý thuyết tôi, hãy chấm dứt cuộc thí nghiệm trừ khi họ thấy nó hoàn toàn tốt đẹp, hoặc trừ khi họ được những y sĩ lão luyện làm cố vấn. Cho nên bây giờ kinh nghiệm của tôi đã chứng tỏ rằng đối với những người có bộ máy tiêu hóa kém,
Và những người ốm thì không có thức ăn nào nhẹ nhàng và bổ dưỡng hơn thức ăn làm bằng sữa. Rất mong người nào có kinh nghiệm về vấn đề trên, tình cờ đọc chương này, sẽ chỉ dạy cho tôi biết nếu vị ấy đã đích thân kinh nghiệm, chứ không phải qua sách vở, rằng có một thứ rau cỏ nào thay thế được sữa, bổ dưỡng và dễ tiêu như sữa. 9. Một cuộc đấu tranh. Bây giờ tôi xin trở lại với vụ Á Châu. Johannesburg là chiến lũy của những sĩ quan châu Á. Tôi đã nhận xét rằng thay vì bảo vệ che chở những kiều dân Trung Hoa, Ấn Độ và các sự khác, những sĩ quan này đã bóc lột họ tận cùng. Hàng ngày tôi được nghe những lời khiếu nại như sau: những người hợp lệ thì không được nhận vào, trong khi những người không hợp lệ là được vào lầu. Nếu trả 100 anh kim, nếu anh không chịu sửa đổi tình trạng này thì còn ai nữa. Tôi cảm thông nỗi niềm của những người ấy. Nếu tôi không dẹp trừ được sự xấu xa này thì việc định cư của tôi ở Transvaal chỉ là uổng công. Bởi thế, tôi khởi sự thu thập bằng chứng, và vừa khi thu được một số lượng đáng kể, tôi liền đến ty cảnh sát. Viên cảnh sát trưởng có vẻ là một người công chính. Ông ta không làm ngơ mà trải lại, lắng nghe tôi một cách kiên nhẫn và bảo tôi đưa cho ông ta xem tất cả những bằng chứng tôi có được. Ông ta thân hành sẽ hỏi những người làm chứng và hài lòng. Xong, cũng như tôi, ông ta biết rõ thật khó kiếm một bồi thẩm đoàn da trắng ở Nam Phi để buộc tội một bị can da trắng phạm tội đối với những người da màu. Ông nói, dù sao chúng ta cũng cố gắng thử, và lại thật không thể nào để cho những tội nhân như thế này cứ phơi phơi ra chỉ vì sợ bồi thẩm đoàn sẽ tha bổng chúng. Tôi phải ra lệnh câu lưu chúng. Tôi bảo đảm với anh rằng tôi sẽ không để sót một mộng nào. Tôi không cần lời bảo đảm ấy. Tôi nghi ngờ khá nhiều sĩ quan, song vì không có bằng chứng rõ rệt cho tất cả bọn, lệnh câu lưu chỉ tổng đạt đến hai người, mà về tội lỗi họ không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Những dự tiện của công việc tôi không bao giờ có thể dự kiến được. Nhiều người biết tôi đang liên lạc với viên cảnh sát trưởng hàng ngày. Hai sĩ quan bị gửi lệnh câu lưu có những mật thám khác. Chúng thường tuần hành bao quanh văn phòng tôi và báo cáo với chủ. Tuy nhiên, tôi phải công nhận rằng những sĩ quan kia quá tệ đến nỗi họ không thể có nhiều do thám viên. Nếu những người Ấn và Trung Hoa không giúp tôi, thì có lẽ chúng sẽ không bao giờ bị bắt. Một trong hai tên đào tẩu, viên cảnh sát trưởng tiếp được một lần dẫn đồ y và đã nhờ bắt y dẫn về Transvaal. Cả hai bị ra tòa, và mặc dù có bằng chứng rõ rệt tồi tàn, mặc dù bồi thẩm đoàn có bằng chứng là một trong hai tên đã từng đào tẩu, cả hai đều được tòa tuyên bố vô tội và tha bổng. Tôi vô cùng thất vọng, viên cảnh sát trưởng cũng rất buồn. Tôi đâm ra kinh tởm cái nghi luật. Chính giới trí thức cũng trở thành khả ổ dưới mắt tôi, khi mà giới ấy đã có thể làm chuyện điểm nhục như chuyện ngăn che tội lỗi. Tuy nhiên, tội trạng của hai sĩ quan ấy quá rõ rệt, nên mặc dù họ đã được tha bổng, chính phủ cũng không thể chấp giữ họ được nữa. Cả hai bị lột lon cách chức, vụ Á Châu trở thành tương đối sạch sẽ hơn trước, và hội đoàn Ấn Kiều có phần an tâm. Biến cố này đã làm tăng uy tín tôi và mang lại cho tôi nhiều công việc hơn nữa. Một số lớn, chứ chưa phải là tất cả, tiền hàng trăm anh kim mà người Ấn Kiều phải tốn hàng tháng cho sự biện thủ của các sĩ quan, bây giờ khỏi phải bỏ ra. Nhưng không thể cứu vãn được tất cả số tiền ấy, vì những kẻ bất lương vẫn còn hoành hành. Dù sao thì bây giờ, ít nhất những người lương thiện cũng được duy trì sự lương thiện của họ. Tôi cần nói thêm rằng, mặc dù những sự sĩ quan ấy quá tệ, tôi vẫn không có gì thù ghét họ trên phương diện cá nhân. Chính họ cũng biết điều này, và khi gặp khó khăn, họ đến với tôi vẫn giúp đỡ. Họ có thể được làm việc trong hội đồng tỉnh Johannesburg nếu tôi không phản đối sự đề cử. Một người bạn của họ đến nói với tôi về việc ấy. Tôi đồng ý không cản trở họ, và họ được làm việc.
Thái độ của tôi làm cho những viên chức tôi tiếp xúc cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Và mặc dù tôi thường phải tranh đấu với vụ họ và phải sử dụng những lời lẽ cứng rắn, họ vẫn rất thân thiện cùng tôi. Lúc ấy tôi vẫn không biết rằng thái độ ấy là một phần bản tính mình. Về sau tôi mới hay, đấy chính là một phần cốt yếu của Satyagraha và một đặc tính của bất bạo động. Con người và những hành vi của y là hai chuyện khác nhau. Trong khi một thiền sự đáng được khen thưởng và một sự ác đáng chê bai, thì người làm nên hành vi ấy, dù là hành vi tốt hoặc xấu, luôn luôn đáng được kính trọng hay đáng thương tùy trường hợp. Hãy ghét tội lỗi, đừng ghét kẻ tội phạm. Là một lời răn khá dễ hiểu, song rất ít ai thực hành. Và chính vì thế mà nọc độc thù hận cứ lan tràn mặt đất. Sự bất bạo động này là căn cứ cho việc đi tìm chân lý. Hằng ngày tôi vẫn nhận thức rằng cuộc tìm kiếm ấy sẽ vô vọng nếu nó không được đặt nền tảng trên sự bất bạo động. Sự chống đối công kích một chế độ là việc hoàn toàn thích đáng, song chống đối công kích tác giả nọ thì chẳng khác nào chống lại chính mình, bởi vì tất cả chúng ta đều được hòa bởi một nét bút và đều là con của một đấng tạo hóa. Và trong cương vị ấy, những năng lực thiêng liêng trong chúng ta đều vô hạn. Khinh rẻ một con người tức là khinh rẻ những năng lực thiêng liêng ấy, và thế là tác hại không những chỉ một người ấy mà còn là toàn thể vũ trụ ở trong y. 10. Tinh thần không phân biệt. Nhiều biến cố đủ loài trong đời tôi đã khiến tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều tôn giáo và đoàn thể khác nhau, và kinh nghiệm tiếp xúc với họ giúp cho tôi không còn phân biệt bà con với người xa lạ, đồng bào với người ngoại quốc, da trắng hay da màu, Ấn giáo hay Hồi, người đồng hương khác tôn giáo, dù là Hồi giáo, Bãi Hỏa giáo, Kitô hay Do Thái giáo. Tôi có thể nói rằng trái tim tôi không thể nào làm những cuộc phân rẽ như thế. Tôi không thể cho đó là một đức hạnh đặc biệt, bởi vì nó nằm ngay trong bản chất tôi, chứ không phải là kết quả của một cố gắng nào về phần tôi cả. Ngược lại, trong trường hợp bất bạo động, phạm hạnh, không chiếm hữu và những đức tính căn đề khác, thì tôi hoàn toàn ý thức rằng tôi đã phải nỗ lực liên tục để thành tựu chúng. Khi tôi hành nghề ở Dubai, những thư ký văn phòng của tôi thường ở chung với tôi. Trong số đó, có người theo Ấn giáo, có người theo Kitô giáo, người thì quê ở Gujarat, kẻ ở Tamil. Tôi không nhớ có lúc nào đại họ không như ruột thịt. Tôi đối xử với họ như những người trong gia đình và thường bất bình với vợ tôi mỗi khi bà ngăn trở sự đối xử bình đẳng ấy của tôi. Một trong những người thư ký ấy là một người Kitô giáo có cha mẹ người Panchama. Ngôi nhà được xây cất theo lối phương Tây và các phòng không có chỗ thả nước, bởi thế mỗi phòng đều có những hũ đựng nước dơ. Thay vì bảo sai tôi tớ hay mượn người lau quét thì vợ tôi hoặc tôi tự làm. Những thư ký đã quen thuộc trong nhà dĩ nhiên từ đi đổ lấy nước lấy và chui rửa chúng. Sau người Kitô giáo này mới đến nên chúng tôi có bổn phận phải chăm lo phòng ngủ của y. Vợ tôi không nề hà đổ những thùng nước cho những người khác, xong chùi thùng cho người Panchama. Đối với bà thật quá đáng và chúng tôi cãi lộn. Bà không thể chịu đựng việc để cho tôi chùi thùng, mà chính bà cũng không muốn làm việc ấy. Ngay cả bây giờ tôi cũng còn có thể thấy lại cái cảnh tượng vợ tôi mắt long lên vì tức giận, má nhòa nước mắt, tay xách thùng vừa đi xuống cầu thang. Tôi là một người chồng tốt đến độ tàn nhẫn. Tôi tự xem mình là thầy dạy nàng, nên tôi càng làm cho nàng khổ sở vì tình yêu mù quáng của tôi. Tôi không bằng lòng với việc nàng khó chịu mang thùng đi đồ. Tôi muốn nàng làm việc ấy một cách vui vẻ, bởi thế tôi lên giọng bảo: tôi không thể nào chịu đựng sự phi lý này dưới mái nhà tôi. Lời lẽ ấy làm cho nàng đau nhói như bị trúng một mũi tên. Nàng hét lại:
Ông giữ lại nhà ông và hãy để cho tôi đi, tôi điên tiết. Dòng suối từ bi bỗng nhiên khô cạn trong tôi. Tôi kéo tay nàng, lôi người đàn bà tội nghiệp ấy ra cổng ở ngay trước chân cầu thang và bắt đầu mở cổng với ý định đẩy nàng ra ngoài. Vợ tôi nước mắt lăn dài xuống má như suối nàng khóc. Ông không biết hổ thẹn à? Ông đã điên rồi sao? Tôi sẽ đi đâu? Ở đây tôi không có cha mẹ, bà con nào để chữa chấp tôi. Ông nghĩ là vì làm vợ ông, tôi phải chịu để cho ông thoi đấm lúc nào cũng được hay sao? Trời đất ơi, ông hãy bình tĩnh lại đi và đóng cổng lại. Đừng để người thấy chúng ta gây lộn như thế này. Tôi làm bộ thản nhiên, song kỳ thật tôi rất hổ thẹn. Và tôi đóng cửa. Nếu vợ tôi không thể bỏ tôi thì trái lại tôi cũng không thể bỏ nàng. Chúng tôi khá thường gây nhau, song kết cuộc bao giờ cũng êm đẹp. Người vợ với những khả năng chịu đựng vô song luôn luôn là kẻ chiến thắng. Ngày nay sở dĩ tôi có phần nào thản nhiên khi kể về biến cố ấy là vì nó thuộc về một thời kỳ mà may mắn thay tôi đã ra khỏi. Tôi không còn là một người chồng mù quáng say mê, không còn là thầy dạy của vợ tôi nữa. Nếu Katubai muốn, nàng có thể chịu khó chịu với tôi bây giờ, hệt như tôi đã khó chịu với nàng trước đây. Chúng tôi ngày nay là một đôi bàn tận tình, không còn xem nhau là đối tượng của dục vọng. Nàng đã là một điều dưỡng viên trung thành trong những trận ốm của tôi, phục vụ mà không nghĩ đến sự đền bù. Biến cố trên đây xảy ra vào năm 1889. Lúc ấy tôi chưa có ý niệm gì về phàm hạnh. Đấy là thời kỳ tôi có ý nghĩ rằng người vợ là đối tượng của dục vọng. Nàng được sinh ra để tùng phục chồng, chứ không phải là một người bạn, một người giúp đỡ và san sẻ với chồng những niềm vui nỗi buồn. Chính vào năm 1900, những tư tưởng trên đã trải qua một cuộc biện cải căng để và vào năm 1906 mang lại một hình dạng cụ thể. Xong, về chuyện này tôi sẽ nói sau. Ở đây tôi chỉ xin nói rằng cùng lúc với sự biến dạng dần, sự lạc thú sắc thịt trong tôi, đời sống gia đình tôi càng ngày càng yên ổn, êm đềm và hạnh phúc. Xin đừng ai kết luận rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng lý tưởng hoặc là chúng tôi hoàn toàn theo đuổi một lý tưởng chung. Chính Kasturbai có lẽ cũng không biết nàng có những lý tưởng nào biệt lập với tôi hay không. Có thể ngay cả ngày nay, nhiều hành động của tôi cũng không được nàng chấp nhận. Chúng tôi không bao giờ bàn đến chúng vì tôi thấy không ít lời gì để bàn bạc với nàng, bởi vì nàng không được ai dạy dỗ. Dù song thân nàng hay tôi, vào thời kỳ đáng lẽ tôi phải dạy nàng, nhưng nàng được trời phù cho một đức tính lớn lao, một đức tính mà phần đông phụ nữ ẩn đều có ít nhiều. Đức tính ấy là dù muộn dù không, ý thức hay vô ý thức, nàng đã tự xem mình sung sướng được theo dõi chân tôi và không bao giờ ngăn cản nỗ lực của tôi để sống một cuộc đời tiệt dục. Bởi thế, mặc dù trên phương diện trí thức có một mối bất đồng sâu xa giữa chúng tôi vẫn luôn luôn có cảm tưởng rằng cuộc đời chúng tôi là một cuộc đời thỏa ý, đầy hạnh phúc và tiến bộ. 11. Những cuộc tiếp xúc mật thiết với người Âu Châu. Chương này đưa tôi đến một giai đoạn tôi thấy cần phải giải thích tại sao có chuyện đời tôi được viết từ tuần này sang tuần khác. Khi bắt đầu việc, tôi không có dàn bài rõ rệt trước mắt. Tôi không có nhật ký hay tài liệu nào khả dĩ dùng làm căn cứ để viết nên câu chuyện về những thí nghiệm của mình. Tôi cứ việc một mạch theo tâm linh thúc đẩy. Tôi không dám nói là tôi biết chắc chắn rằng mọi ý tưởng và hành vi hữu thức của tôi đều được dẫn dắt bởi tâm linh. Song khi xét những bước quan trọng nhất mà tôi đã thực hiện trong đời, hay những bước có thể bị xem là nhỏ nhặt, tôi nghĩ không phải sai khi bảo rằng tất cả chúng đều được hướng dẫn bởi tâm linh. Tôi chưa thấy người, mà cũng không biết người, song tôi đã biết niềm tin của thế nhân vào đấng chí tôn, thành ra đức tin của riêng tôi. Và vì đức tin ấy không thể phai mờ, nên tôi xem nó cũng như một kinh nghiệm thực,
Tuy nhiên, vì người ta có thể bảo rằng đức tin là kinh nghiệm sẽ khiến cho chân lý thành hồ đồ. Nên đúng hơn, có lẽ tôi phải nói tôi không có danh từ nào để định tĩnh lòng tin đấng chí tôn trong tôi. Bây giờ có lẽ có phần nào dễ hiểu tại sao tôi tin rằng tôi việc truyền này theo thần tính thúc đẩy. Khi tôi khởi sự việc chương trước đây, tôi đã đặt cái tựa mà tôi để đầu chương này. Sau khi việc, tôi nhận ra rằng trước khi kể lại những kinh nghiệm của tôi đối với người Âu, tôi phải viết một cái gì làm tiền ngôn cho nó. Thế là tôi viết và đổi tên dòng tựa. Bây giờ cũng thế, khi tôi khởi sự việc chương này, tôi lại va chạm một vấn đề mới. Điều gì nên nói, điều gì nên bỏ khi việc về những người bạn anh đó là cả một vấn đề nghiêm trọng. Nếu những sự việc thích đáng bị bỏ đi thì sự thật sẽ bị lu mờ, và thật khó quyết định ngay được cái gì là thích đáng. Trong khi ngay cả cái việc từ truyền này, tôi cũng không chắc là có thích đáng hay không. Ngày nay tôi mới hiểu rõ những gì tôi đã học được từ lâu rằng mọi từ truyền đều không đáng xem là sự thật lịch sử. Tôi biết tôi không ghi lại trong truyền này tất cả những gì tôi nhớ được. Ai nói được tôi nên viết ra những gì, bỏ bớt những gì để đúng với sự thật hơn vào trong một tòa án, thì cái gì giá trị của những bằng chứng không thích đáng chỉ vì có tôi một mình biết về một vài biến cố trong đời tôi sẽ là thế nào. Nếu có một người ưa xen lo vào muốn xem xét lại tôi qua những chương đã viết, người ấy có thể sẽ rọi chiếu ánh sáng hơn vào chúng. Và nếu người ấy có cả nhìn không mấy thân thiện, anh ta có thể tự hào đã vạch rõ mặt sự rỗng tích của nhiều điều tôi tự phụ. Bởi thế, có một lúc tôi đã tự hỏi không hiểu có nên chấm dứt việc từ truyền này đi không. Nhưng vì chưa nghe thấy một lời cấm ngăn nào từ tâm giới, nên tôi phải tiếp tục việc. Tôi phải tuân theo châm ngôn minh triết và không nên bỏ dở một việc gì đã bắt đầu, trừ phi nó tỏ ra sai lầm về phương diện đạo đức. Tôi không việc từ truyền để làm vui lòng những phê bình gia. Việc lách từ nó đã là một trong những thử thách đối với chân lý. Một trong những mục tiêu của nó dĩ nhiên là để làm hài lòng những cộng sự viên của tôi và giúp họ có ít chất liệu để suy ngẫm. Quả thế, tôi đã khởi sự việc theo nguyện vọng của họ. Tôi đã không việc nếu Gerardas và Anand không năn nỉ thúc giục tôi. Bởi thế, nếu tôi đã sai quấy khi việc từ truyền này, thì họ phải san sẻ sự trách cứ. Nhưng hãy đề cập đến đề tài tôi đã viết trên chương đầu. Hệt như đầu chương, hệt như tôi có những người ẩn sống chung như người nhà, tôi cũng có những người bạn anh sống với tôi ở Dubai. Điều đó không phải ai trong nhà cũng thích. Song tôi vẫn cứ chơi với họ, và không phải trong mọi trường hợp tôi đều không lầm lẫn. Tôi có vài kinh nghiệm chua cay, xong không phải chỉ với người Anh mà cả với người Ấn. Tôi không hối hận những kinh nghiệm ấy, mặc dù gặp những kinh nghiệm ấy. Và mặc dù bạn bè thường bất bình lo ngại về tôi vẫn không thay đổi thái độ. Và các bạn tôi vẫn tử tế chịu đựng tôi mỗi khi sự tiếp xúc của tôi với người ngoài quốc làm cho bạn bè tôi khó chịu. Tôi thường không ngần ngại trách cứ họ. Tôi có quan niệm rằng những người thiền tín, những người mà giáo lý họ dạy phải nhìn thấy nơi người khác cái thần tính họ thấy trong chính họ. Những người ấy phải có thể sống được với tất cả, không chấp trước. Và cái khả năng sống được như thế người ta có thể đào luyện, không phải bằng cách lăng xăng tìm kiếm cho được những dịp tiếp xúc như thế, mà chỉ cần là khi gặp thì hãy hoan hỷ đón nhận trong một tinh thần phụng sự và giữ tâm hồn bình thản. Bởi vậy, mặc dù nhà tôi đã đầy chật khi trận chiến Boer bùng nổ, tôi vẫn đón nhận thêm hai người Anh đến Johannesburg. Cả hai đều theo thông thiên học. Một ông là Kitchin, mà chúng ta sẽ có dịp biết nhiều hơn về sau.
Những người bạn này thường vẫn là nguyên nhân khiến cho vợ tôi phải chảy những giọt nước mắt cay đắng. Bất hạnh thay cho nàng đã phải trải qua nhiều thử thách như thế vì tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có những người bạn anh sống chung mật thiết như người trong nhà. Tôi đã ở lại những nhà người anh hồi còn ở Anh Quốc, xong ở đấy tôi sống theo tập tục của họ. Và điều ấy có phần nào giống như ở nhà trọ. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái lại. Những người bạn ở Anh trở thành những người trong gia đình tôi. Họ theo lối ẩn trong nhiều phương diện. Mặc dù đồ đạc trong nhà theo kiểu Tây Phương, đời sống chúng tôi phần lớn có nền nếp Ấn Độ. Tôi nhớ rõ đã từng gặp ít nhiều khó khăn khi để họ ở chung như những người nhà. Song tôi có thể nói chắc chắn rằng họ đã không gặp khó khăn gì khi sống tự nhiên dưới mái nhà tôi. Ở Johannesburg, những mối tiếp xúc tương tự còn nhiều hơn ở Dubai.